Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại clip mới nhất trên kênh của mình anh em nhé. Rồi, ok anh em, hôm nay mình làm clip này chỉ cho anh em cái cách để mà đánh con 68 game bài này cực kỳ đơn giản anh em nhé. Ok anh em này, lối đánh của mình như sau. Anh em cứ lấy 9 ngầu, 3 9 ngầu này cộng lại anh em nhé. Ra chẵn là đánh xỉu, mà ra lẻ là đánh tài anh em nhé. Cứ ra chẵn đánh xỉu, ra lẻ đánh tài, cứ chiến là húp anh em ạ. Rồi, vốn của mình hiện tại đang là 50 củ anh em nhé. Rồi, bắt đầu mình chiến anh em nhé. Ok này, 6-3-2, tài 11, tài lẻ anh em ạ, tài lẻ đánh tài anh em nhé. Cứ lẻ đánh tài mà cứ chẵn là phang xỉu anh em ạ. Lối đánh rất là đơn giản, mình áp dụng rất là nhiều, hiệu quả cực kỳ cao anh em nhé. Hiệu quả cực kỳ cao luôn anh em nhé. Cứ đánh là húp thôi anh em ạ. Ok, tay đầu tiên mình phang tài anh em này. Tay đầu tiên phang tài anh em nhé. Ok, húp tài luôn anh em này. Húp tài luôn anh em nhé. Anh em thấy đơn giản chưa nào? Húp tài 12 luôn anh em nhé. Rồi, tài 12, tài chẵn anh em phang và xỉu cho mình luôn này. Tài chẵn lại phang và xỉu anh em nhé. Cứ chẵn phang xỉu lại phang tài anh em ạ. Phang là húp anh em nhé. Rất đơn giản đúng không em? Mình làm clip này để chỉ cho những em nào mà mới chơi ấy. Anh em chưa có cái lối đánh cụ thể thì đánh theo lối đánh của mình anh em nhé. Khẳng định với anh em đánh là húp anh em ạ. Tỷ lệ thắng nó cực kỳ cao anh em nhé. Ok, nó ra một tay tài anh em nhé. Tài 11 anh em ạ. Lại ra tài 11 anh em nhé. Tài 11, tài lẻ vẫn là đánh tài anh em ạ. Cứ lẻ đánh tài chặn đánh xỉu là húp anh em nhé. Ok, 236 húp tài anh em này. Húp tài anh em ạ. Vẫn là tài 11 anh em ạ. Rồi, anh em xem clip mà thấy hay thì nhớ bấm like ủng hộ kênh cho mình anh em nhé. Ok. Đánh tài luôn anh em nhé. Rất đơn giản đúng không anh em? Hiệu quả cực kỳ cao anh em nhé. Những em nào mà chơi lâu năm mà anh em chưa có lối đánh cụ thể mà anh em đánh nó thua tha thì anh em cứ áp dụng lối đánh của tôi anh em nhé. Khẳng định với anh em là đánh theo lối đánh của tôi là về bờ cực kỳ an toàn anh em nhé. Về bờ cực kỳ an toàn anh em ạ. Rồi nó ra 442 ra một tay xỉu anh em ạ. Xỉu 10 anh em nhé. Đơn giản thôi anh em, xỉu chẵn thì mình đánh luôn xỉu anh em ạ. Cứ xỉu chẵn thì đánh xỉu anh em ạ. Lẻ tài chẵn xỉu rất đơn giản đúng không anh em? Đánh là húp anh em ạ. Tại vì sao tôi khẳng định với anh em cứ đánh là thắng, bởi vì tôi khẳng định với anh em này. Đánh 10 tay thì ăn ít nhất là từ 7 tay đổ lên anh em nhé. Ít nhất là từ 7 tay đổ lên anh em ạ.
Rồi nó lại ra một tay tài anh em ạ. Lại ra một tay tài rất là khó chịu phải không anh em. Tài 12 anh em nhé. Tài chẵn thì cứ phang và xỉu anh em ạ. Ok, có vẻ như nó cứ nhảy một cái xỉu rồi nó lại biệt tài anh em ạ. Không sao anh em ạ, mình vẫn đang có hai củ lợi nhuận anh em ạ. Làm gì ra hai củ phải không anh em. Sau 43, tài 13 anh em ạ. Tài lẻ anh em lại đánh vào tài cho mình này. Cứ lẻ đánh tài mà chẳng là phang xỉu anh em ạ, phang là húp anh em. Ok, anh em xem clip mà thấy hay thì nhớ đăng ký, bấm like, ủng hộ kênh cho mình anh em nhé. Ok, húp tài anh em ạ. Húp tài rồi anh em nhé. Rồi tài 13 anh em ạ, tài 13 vẫn là đánh tài anh em ạ. Cứ tài lẻ là đánh tài mà chẵn là đánh xỉu anh em nhé. Không cần biết là cứ anh em cứ cộng 3 chữ ngầu lại, cộng tổng lại nó ra tổng lẻ là đánh tài. Ra tổng chẵn là anh em phang và xỉu là húp anh em nhé. Ok, húp tài rồi này anh em này. Húp tài anh em nhá. Ok, tài 14 tài chặn anh em này, tài chặn anh em đánh xỉu nhá. Anh em đánh xỉu cho mình nhá. Cứ tài chặn là đánh xỉu cho mình anh em nhá. Ok anh em, cũng như từ đầu clip mình đã nói là mình sẽ đánh lấy vài củ lợi nhuận rồi mình chốt anh em nhé. Mình đánh tay này tay cuối cùng rồi mình kết thúc video tại đây anh em nhé. Năm 51 ra tài rồi. Ok, mình làm hai củ anh em ạ. Vốn là 50 củ, bây giờ là 52 củ anh em ạ. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúc tất cả những anh em nào mà đánh theo lối đánh của tôi thì đánh đâu thắng đó anh em nhé. Ok, chào anh em.